Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 4 đã qua, nhưng tàn dư sau bão vẫn gây ảnh hưởng rất nhiều đến thời tiết nước ta, cụ thể là mưa lớn. Ở khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông. Có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28 tháng 9 đến 7 giờ sáng nay, có nơi lên tới 150mm như Thanh Mỹ, Nghệ An, 339mm, Quỳnh Bá, Nghệ An, 281,2mm, Đà Sơn, Nghệ An, 273,6mm, Sơn Kim 1, Hà Tĩnh, 151,4mm. Do mưa lớn nên lũ đã lên trên các sông suối. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên. Thượng lưu sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Hạ lưu sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức báo động 1, báo động 2. Trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, các sông ở Nghệ An, hạ lưu sông La Hà Tĩnh tại Linh Cảm lên mức báo động 1 và trên báo động 1, hạ lưu sông Mã ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang Hà Tĩnh. Người dân ở những khu vực này cần đặc biệt lưu ý đề phòng. Trở lại với thời tiết tại các thành phố lớn, cùng chung xu thế thời tiết với các khu vực, thủ đô Hà Nội hôm nay mưa dông duy trì cả ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ 29 cho đến 30 độ. Tối và đêm nay nhiệt độ giảm, cảm giác mát mẻ, thậm chí là hơi se lạnh, mức nhiệt chỉ còn 24 độ. Thành phố biển Đà Nẵng trong hôm nay, những cơn mưa rào vẫn tiếp tục xảy ra và ban ngày nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30 độ, tối và đêm nhiệt độ hạ về còn 26 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, trưa chiều nay nhiều mây, nhiệt độ cao nhất là 30 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên mưa dông duy trì và xuất hiện rải rác trong ngày. Lượng mưa sẽ gia tăng từ chiều và tối. Thấp nhất đêm nay hạ về còn 25 độ, thời tiết vô cùng mát mẻ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.